na cha nem cha pho cha ye so sa ton ro mo sha cha sha ta na sha che mo kho ta lu cha na sha pho ta na che pi ta che lu che ku la mo kho cha a mo rồi cho cho là cho sáp bò tao nói giờ thế chỉ mà nên cứ chỉ tao sao sáp bò tiền cho lá cá thế nào cứ chỉ chịu ăn đó không có thiệt tao nói cho sáp bò tiền đó nó cho nó chơi cứ chịu ăn đó không có thế nào còn nó tao mang chỉ chịu đi cho chế là chú ở bên trên thì mà thích sống thế nào còn nó chơi nó cho con đàn nó nó chỉ lúc trên nó cứ thô tới trên nó làm gì thế nó tất cả mọi gì trên nó họ dùng món gì cho khỏi tiếp theo thở là chưa tao xuống mà nhau hồ sẽ mang coi xí xí này à chưa rồi em có liền xe nghe chân coi dù màu nó coi chợ xé nói là chỗ xé nó này nhở nó mà như có giờ là bán chợ này xí dù thế rồi à bán theo lại chơi chợ này xí dù em đấu đấu theo là chỗ xé sao ờ là chỗ xé này à thật ra giờ thôi anh dừng gọi dưới xe xe mà xuống có lẽ đến đấy là mà thấy xe tôi xuống hơn không có chịu bố nên có lẽ để cho xe cho số này nhọ tôi xin mà lời mẫu nó mà lời cho xe sao nhọ nha số á xe là chị giờ dù thì tôi khăn hết sầu dây trong thẻ nhọ ừ rồi tôi hỏi là chị chịu 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 tôi xin nói cô à là cô muốn trả cho lọt xu tôi sẽ không cầu nó cô xin cầu bố cho nó cô đâu không cầu lên nó trả nên nói chị cho nó sẽ chỉ đâu không cầu đi là họ nó cũng chỉ chúa ra to không cầu này chúa họ nó cho sáp bố về nó cho sáp bố đã họ nó không nói trên đàn là nó cô chỉ chúa ở đâu không cầu nói chị sẽ trả lời cô giờ sư ý nó sẽ ta đi cho nó chả nó mà thầu vào dưới xu nó gọi cứ chén khăn gọi liền tới xí mà chả xé lo lên nó chén gọi liền nếu cứ chén sống khăn gọi nó nếu cứ chén cái khăn gọi liền chè rong xa mà giờ dùng mất số to nó chè dùng mất chè li ít xong tới đợi chè dùng mạo chè chè tới li chả nó chết chén thế nào giờ thì chả nó dùng số thanh thôi nó dùng chè chè xong còn chả nó nếu cứ chỉ tao chén thế nào giờ chỉ thầu dùng ô tô chè rong gọi liền chả nó nếu chè cũng đua lớn nào chè nếu cứ chả cái gì cho có hỏi thế nào nó chế lúc chế cũng chẳng thao to ít chế là vô tận nó nữa
cô sẽ nói với mẹ nói chị đang có thợ ăn đâu nè nhìn tớ xe nhìn tớ em lúc nhìn bò giờ nãy chị mất xe tớ nè ô trời lúc nhìn bò tiêu nhở ờ ô tí số nghe là sao nè xe lại เชฟก็ทอดต้นสนนะเจ๊เลยก็ทอดต่อไปเช่นนี้นะเดี๋ยวเชฟก็ตัดหน่อนะเดี๋ยวชิมมา thì cho nó đó phân gạo nó chế được chế được chứ mà nó không có số chuyển phát cho nó
nó chê đó chứ nó này cứ thao to ý xả tôi cho nó rồi này cứ thao to cho cá thao to ý xả tôi cho họ nó chê chứ là họ muốn gì cho họ tôi cho nó chứ tao là cái muốn gì cho tao nó chê nó nào mà xả cứ sắp lên nó rồi cứ muốn gì cho có xả tao nó nữa. Xe này nó chỉ cho xe cho tháo chạy nó cho có xe là nó sẽ nó dừng gặp phải nó chỉ gặp cú môi số tàu chỉ có nhớ phải và đã đặt cũng gọi thế nào
nó chỉ đôi xe có lo kho nữa họ vào còn đợi nhìn thấy có cú sứ họ trong vui nó nói giờ họ đứng nó cũng xe chứ chỉ nói chơi đôi xe nó cứ lo bốn kho có vào thì sống thì sống này nó nói còn giờ xe tôi lo nên cứ đi lo cho con xe tao nó cái này là nhớ nào tên lâu rồi chẳng đâu cứ à.